Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần thứ 2 diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023. Kết quả trong tuần thứ 2 đã có trên 79.380 người tham gia thi với gần 287.000 lượt thi. Trong đó, tổng số người thi trả lời đúng toàn bộ câu hỏi kiến thức là 43.897 người. Năm đảng bộ có số lượng người dự thi đông nhất trong 2 tuần của cuộc thi lần lượt là Đảng bộ huyện Yên Minh, huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang và huyện Hoàng Su Phì. Ngoài ra, trong tuần 2 cũng thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân các tỉnh, thành trong cả nước như tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Bình Dương, Cần Thơ. Kết quả đạt giải nhất cá nhân tuần thuộc về Ngũ Minh Thái, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quản Bạ, giải nhì là Vũ Văn Cắm, Trường Trung học Cơ sở Đông Hà, huyện Quản Bạ, Phạm Văn Trương, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, huyện Hoàng Su Phì. Giải ba thuộc về Trần Thị Bất, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Thị Hải Như, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Quản Bạ, huyện Quản Bạ, Nguyễn Văn Minh, Chi bộ Phòng Giáo dục Đào tạo, huyện Quản Bạ. Giải khuyến khích là Phan Duy Thanh, Trường Trung học Cơ sở Đông Hà, huyện Quản Bạ, Nguyễn Thu Quỳnh, Ủy ban nhân dân xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, Hoàng Thị Thụy, chi bộ Bưu điện huyện Mèo Vạc, Hoàng Văn Đỉnh, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, Tống Ngọc Thịnh, công an xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ. Hiện nay cuộc thi tuần 3 đã chính thức bắt đầu từ 9 giờ ngày 24 tháng 4 và kết thúc vào 22 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2023.